Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể cho chó. Thì đầu tiên sẽ gồm các cái kỹ thuật là mình bế chó lên trên bàn khám, rồi truyền tĩnh mạch. Trợ lý của tôi đây là bác sĩ Khánh Linh, và đây là các bạn thực tập sinh của khóa 64 nhỉ? Bạn đang 65. Còn đây là bạn Sam. Thế thì khi mà chúng ta phải bế những cái bạn chó mà mang trên vị trí cao này thì các bạn chú ý bế nó cho đúng cách. Thì đối với bạn chó to như này thì chúng ta sẽ có hai cách bế. Một cách là bế một người, thì khi mà bế này sao anh? Ô, cái đai cổ nó đâu? Nó giật đấy, nó ướt. À, thế là lấy đai khác nữa. Có cái đai cổ vào thì khi mình kiểm soát nó sẽ tốt hơn. Vậy là mình sẽ hướng dẫn cách thứ nhất là cách bế bằng một người. Tức là những cái con chó như này thì nó chỉ tầm loanh quanh 20-25 kg thôi. Thì khi mà bế một người thì cái người bế quỳ chân giống như tôi đang làm, và cố gắng cái phần lưng này thẳng nó ra này đó. Thì khi mà bế thì chúng ta làm như sau. Đấy, gom vào phía đầu trước này, và cái tay này đùa vào phần hông này đó. Rồi mình thẳng người nó lên thì mình bế nó lên đó. Bế như thế này. Như vậy khi bế ở cái tư thế này ấy, thì mọi người chú ý mà cái tay này của mình tì ở phần ngực chứ không phải ép vào cổ. Nó một số người mắc sai lầm mà khi các bạn ép vào cổ này thì nó sẽ khó chịu, và đây là mình tì vào ngực. Đấy, đây tôi làm lại sang đứng rồi. Như vậy một tay chúng ta tì ở phần ngực này đấy, nghĩa đấy chưa nhỉ? Đấy, chứ không có, nếu mà tay mà để rộng ra tì vào cổ nó mình nhấc lên thì nó sẽ rất là khó chịu. Là sang quay mặt này. Okay. Bạn này là giống chó bản địa nhưng mà rất là ngoan nào. Như vậy đầu tiên thì đấy là một cái kỹ thuật chúng ta bế các bạn chó lên trên bàn để chúng ta khám. Còn nhiều bạn mà nó to quá thì chúng ta không cần nhất thiết phải bế lên, mà chúng ta có thể làm ở dưới mặt đất cũng được để cho nó tiện. Như vậy thông thường thì khi mà làm thì chúng ta sẽ chú ý đến mấy cái yếu tố an toàn. Những cái bạn chó mà rất là ngoan kiểu như này thì mình biết rõ về các bạn đấy rồi, thì cái vấn đề mà bị nó cắn thì thường rất là hy hữu. Và nếu trong trường hợp mà những bạn mà chó dữ thì chúng ta sẽ có mấy giải pháp. Một là chúng ta dùng loa cổ đó. Thì ở trong trường hợp này với bạn này thì cái loa mình dùng loa số 4 này đó. Thì chúng ta đeo loa vào cái loa số 4. Thì khi mình đeo loa vào như này á thì sẽ hạn chế được các bạn ấy quay ra, các bạn ấy cắn. Đây là một cách thân thiện hơn. Còn trong trường hợp nếu chúng ta không dùng loa thì chúng ta có thể dùng giọng mõm. Bác sĩ Khánh Linh lấy cái giọng mõm. Ok, đây rồi. Như vậy giọng mõm ở đây thì cũng có rất nhiều kích cỡ khác nhau. Thì chúng ta phải lựa chọn cái giọng mõm mà có kích cỡ phù hợp với kích thước của cái con chó mà chúng ta cần làm. Đó. Vậy trong trường hợp này mình sẽ sử dụng cái giọng mõm như ở loại này, nhưng mà với bạn Sam thì không cần, nhưng mà đây là mình hướng dẫn để cho mọi người. Ok, nhưng mà khi chúng ta đeo thì các bạn chú ý là cái giọng mõm người ta thiết kế kiểu như này, thì khi chúng ta đeo chúng ta sẽ chụp nó vào đây đó, và chúng ta thích tay vào đây. Tuy nhiên là về trường hợp này, với phần lớn các trường hợp ở phòng khám này thì mọi người cũng không cần phải giọng mõm như vậy. Giọng mõm trường hợp này vừa phải, thì khi mà giọng mõm ấy, mọi người chú ý là làm việc với thú cảnh thì cái tương tác giữa bác sĩ này, giữa y tá, trợ lý, là tất cả những người mà làm việc với con vật thì phải tạo ra một cái sự tương tác tốt. Đấy, nên là nếu như khi con vật nó chưa sẵn sàng, đấy, ví dụ khi nó thở nhà bạn ấy đang bị sợ, nên là chúng ta cứ từ từ chúng ta làm. Nhưng mà trong trường hợp này thì bạn sau này mình sẽ không cần phải giọng mõm, mà bạn ấy rất là ngoan. Là những cái gì chúng ta tương tác và chúng ta đủ để chúng ta làm thì các bạn hay ngoan kiểu như là được. Ok, như vậy bác sĩ Khánh Linh đứng sang đây giữ hộ bạn. Ok, truyền một chút nữa nào. Thì khi chúng ta truyền tĩnh mạch thì bao giờ chúng ta phải có dịch truyền. Ở trong trường hợp này vì hướng dẫn các bạn làm nên tôi sẽ sử dụng đường glucose 5% để làm. Như vậy chúng ta phải có chai dịch truyền này. Chúng ta có kim luồn hai cỡ. Với con chó này thì chúng ta sử dụng cỡ G22G là ok.
Còn nếu mà chó nhỏ hơn thì chúng ta sử dụng cỡ 24G, thì cái này là cỡ bé nhất hiện nay chúng ta có rồi, không còn bé hơn nữa khó. Như vậy trong trường hợp này với bạn sang kích thước này thì tôi sẽ sử dụng cái kim này. Thứ hai là cái bộ dây chuyền, thì các bạn chú ý là tất cả những này đều là vô trùng cả, thì cái chuyền AM là phù hợp nhất ở trong thú y. Lý do tí là tôi sẽ chỉ cho các bạn này từng cái cấu trúc một ở bên trong. Như vậy đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị dây chuyền trước, thì cách chuẩn bị dây chuyền là các bạn chú ý là tất cả các loại xi lanh hay là kim bướm mà người ta đóng trong cái túi vô trùng như thế này, thì các bạn chú ý là trên đầu này bao giờ nó có một cái đường người ta dập sẵn. Như vậy khi các bạn bóc ra, các bạn chỉ việc xé cái đầu này ra, như vậy là các bạn lấy được cái phần cái dây chuyền ra. Như vậy các bạn chú ý là khi chúng ta làm thao tác ở trong thú y và trong nhân y nó rất khác nhau. Vì trong thú y chúng ta thường làm, tôi lấy cái trang trại ngựa trâu bò nhé, khi các bạn tách nó ra thì nó sẽ thế này đó, và cách chúng ta làm để cho nó nhanh, các bạn gom tất cả phần này lại. Thì ở trong cái phần này là phần sẽ cắm vào trong chai dịch truyền, thì bạn chú ý là nó có hai cái tay chìa ở hai bên này để cho hai đầu ngón tay chúng ta tì vào đấy làm điểm tì. Đây cái lắp đậy, mình chỉ bỏ cái lắp đậy này ra khi ngay trước khi chúng ta cắm vào chai, còn trước đấy nó không. Nếu các bạn bỏ ra mà tay các bạn vô tình chạm vào thì rất là tệ, không được phép. Nên là đấy là điều tối kỵ, nhớ tất cả những bộ phận nào liên quan đến kim, đến dao mà phải cắt vào phần mô của con vật, chọc vào người con vật hoặc chọc vào thuốc là không bao giờ được chạm vào tay hoặc chạm đến vật dụng khác vì nó vô trùng. Thế là bây giờ rút ra này. Sau đó khi chúng ta làm thao tác để cắm chai dịch truyền thì các bạn chú ý là kẹp cái cổ chai dịch truyền này vẫn để nó dựng chứ không có cầm ngược lên. Đây là kỹ thuật, đây là một kiểu kỹ thuật chúng ta làm. Còn cầm ngược lên thì cũng được, chúng ta sẽ phải làm kỹ khác. Đấy, nếu làm theo quy trình này thì các bạn rút nó xuống, sau đó để nghiêng chai này, sau các bạn cắm vào, cắm dứt khoát vào. Sau đó các bạn để dựng chai dịch truyền lên, và bây giờ các bạn kéo cái phần khóa này lên. Là bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cấu tạo của cái này. Cái này nó luôn luôn có một cái kim bướm đi cùng. Đấy, cái kim bướm này thì thông thường ở trong nông sàng chúng tôi ít khi chúng tôi sử dụng, mà chúng tôi sử dụng kim luồn này để chúng ta truyền để nó được lâu, mà con chó nó di chuyển nó không có bị chật ven, nó không bị phồng ven. Phần tiếp theo cái này cái khóa điều chỉnh tốc độ, thì các bạn biết cái này nó đi theo đường vát. Nếu chúng ta kéo cái bánh xe này về phía đầu này thì chúng ta mở hết cỡ, còn nếu chúng ta xoay cái bánh xe này về phía dưới này là chúng ta khóa hết cỡ, còn chúng ta di chuyển đây là điều chỉnh tốc độ truyền. Đó, sau đó thì chúng ta kéo cái phần bánh xe này lên sát cái bầu lọc khí này. Có rất nhiều kỹ thuật để chúng ta có thể chuẩn bị, nhưng đây là kỹ thuật nó tốt nhất, phù hợp nhất. Đấy, sau đó các bạn khóa cái khóa lại. Đó, bây giờ các bạn mới treo cái chai dịch truyền lên. Như vậy là trong trường hợp đối với phòng khám thì bao giờ người ta cũng có cái cọc treo dịch truyền. Đó, treo lên. Sau khi treo xong thì các bạn chú ý là bóp cái bầu lọc khí này. Chúng ta đặt hai đầu ngón tay vào giữa bầu lọc khí và bóp cho hai bên chạm vào nhau một cái, rồi chúng ta thả ra, chỉ cần một nhát như thế là đủ. Như vậy khi chúng ta hút cái dịch truyền vào bên trong này, cái này người ta gọi là bầu lọc khí. Tại sao người ta gọi là bầu lọc khí? Vì nếu như chẳng may đây, các bạn nhìn đấy, đây là không khí trên đây đúng không? Nếu như qua cái bầu này nó sẽ được giữ lại. Đó, nào bây giờ tôi mở ra này, các bạn nhìn thấy này, đó, nó giữ lại, nhìn thấy chưa? Nó không, không khí nó sẽ không chạy theo đây để nó đi vào. Và các bạn mở khóa ra một cách từ từ thôi. Đó, thì ở trong trường hợp này đấy, các bạn nhìn thấy này, đấy, dịch truyền nó sẽ chảy liên tục. Nếu như các bạn làm đúng kỹ thuật thì dịch truyền nó sẽ chảy liên tục như thế này. Đó, nhìn thấy chưa nhỉ? Đó, đây này. Còn nếu như chúng ta làm không tốt ấy, thì chuyện gì xảy ra? Bọt khí. Như vậy bọt khí khi đã rơi vào đoạn ống từ bầu lọc khí này đến đây, chúng ta không xả ra mà chúng ta truyền vào người con vật, nó sẽ bị chết, nó gây lấp quả, được chưa? Như vậy sau đó thì các bạn, cái này các bạn giữ ở đây là được. Như vậy tối thiểu là 1/3 như này, tối đa là 1/2. Nếu các bạn quen 1/2, các bạn hãy để nó đây, trên đây là 1/2 chứ. Như vậy đây là bầu lọc khí. Còn này, cái bộ phận này là cái bộ phận để chúng ta cho thêm thuốc trong quá trình chúng ta truyền. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như đang truyền, chúng ta cần thêm cho thuốc gì vào tĩnh mạch, người ta sẽ chọc cái kim qua đây. Đấy, rồi người ta bơm tí là tôi sẽ làm thao tác. Còn đây là cái màng lọc không khí. Nào các bạn chú ý ở trên cái màng lọc này thì cái đường kính của lỗ lọc này là nó là 200 micromet, tức là vô cùng nhỏ. Nó giúp cho chúng ta có thể, cái này người ta thiết kế để đảm bảo tiêu chuẩn là có thể lọc được vi khuẩn ở trong không khí chưa. Nếu như có lẫn vi khuẩn bay ở trong không khí thì nó hút qua đây, nó sẽ bị giữ lại cái màng lọc này, nó không chui bên trong này.
Đây gọi là màng lọc không khí, vì khi chúng ta truyền tí nữa cha thì truyền nó sẽ móp xuống, nó sẽ hút không khí từ bên ngoài vào để nó cân bằng áp suất ở bên trong đây, được chưa? Đó. Thì bây giờ đây ạ, sau khi chúng ta chuẩn bị xong dịch truyền, bước tiếp theo là tôi sẽ đặt cái thim luồn cho bạn đấy. Nào. Ở trong trường hợp này. Ok, nào. Ở trong trường hợp này thì trước khi chúng ta gạo cái này thì đến bước nữa là chuẩn bị băng dính. Vì sau khi chúng ta đặt thim luồn vào, chúng ta cần có băng dính ngay để chúng ta làm. Như vậy cái băng dính thì chúng ta dùng băng dính nào cũng được. Trong đó ở phòng khám thì băng dính này là băng dính khá là phù hợp. Thì cách chúng ta xé là chúng ta xé một cái giải băng. Nó có kích thước bằng như thế này. Nào, kích thước bằng như này, tại sao như vậy? Vì các bạn nhìn thấy cái độ dài, độ rộng của cái cánh của cái kim bướm này. Cái này nó chỉ cần lớn hơn khoảng 1,2 lần so với cái độ rộng của cái cánh này là được. Còn chiều dài như nào? Vừa chiều dài đủ để quấn hai vòng xung quanh chân, không dài quá. Như vậy tôi cần 3 đoạn. Một đoạn này tôi sẽ để theo chiều, thì trình tự từ trái qua phải, đấy là quy trình làm việc của tôi. Đó. Ok. Đó. Xong đây. Và sợi thứ ba. Đó, ba sợi. Như vậy trong trường hợp này khi các bạn làm, các bạn sẽ biết được đứng chừng nào. Tôi sẽ xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 3 sợi này khác nhau như thế nào. Sợi đầu tiên tôi sẽ xé một nốt, một đoạn chiều dài bằng từ đây ra đây, và tôi xé sang đây một nửa. Và tôi đặt cái này lên đây. Đấy là sợi thứ nhất, xé phía bên này. Sợi thứ hai thì tôi xé ở phía đối diện ngược lại. Đó, như vậy các bạn nhìn thấy là hai cái này. Còn sợi thứ ba thì tôi để nguyên. Đây là hai sợi, ok. Nào. Như vậy đây là chuẩn bị xong phần băng dính. Mấy phần tiếp theo là đối với con này thì thường không cần phải cạo lông, như trong trường hợp này tôi sẽ cạo lông đi để các bạn cùng nhìn thấy cho nó dễ. Là khi chúng ta cạo thì các bạn chú ý cầm cái tông đơ, cái chân này nó bị xuống dưới. Okay. Nào, cầm cái tông đơ này chúng ta đẩy nó. Chúng ta chỉ cần cạo cái phần mà kim nó sẽ xuyên qua tĩnh mạch, xuyên qua tĩnh mạch là được. Ok. Thì khi cạo này, như vậy ở đây cái kỹ thuật đặt kim ở chỗ nào vô cùng quan trọng. Nếu các bạn đặt gần đây quá nó rất dễ bị chật ven, mà đặt gần lên đây thì nó hay bị gập. Cho thầy mượn cái. Ngoan nha. Xé thầy cái gạt. Như vậy sau khi chúng ta cạo lông xong thì chúng ta sẽ sử dụng cồn để chúng ta sát trùng cái vị trí chúng ta chọc ven. Đó. Nào ở trong trường hợp này tôi không thể dùng găng tay, lý do là tôi giải thích với các bạn rồi. Như vậy ở trong trường hợp này các bạn nhìn thấy nó rất là bẩn. Nó cho thầy mượn chai cồn nữa. Khi các bạn cho cồn vào đây thì các bạn chú ý là lau rất nhẹ nhàng thôi. Ok, nào đó, hết rồi, nhìn thấy chưa? Đó. Sao ngoan nào. Rồi, ok. Thôi, sao ngoan nhé, ngoan nhé, sao ngoan. Như vậy trong trường hợp này xong này. Sau đó đến bước tiếp theo là tôi sẽ chuẩn bị cái kim luồn. Thì thông thường khi chúng ta làm tôi cần một cái khay giống như này. Thì cái kim luồn này khi bóc ra thì chúng ta sẽ làm như sau. Đó. Đây là cái cánh, khi chúng ta bóc ra nó sẽ kiểu như này. Bước trong rác các thầy. Bây giờ chúng ta lật ngược nó lại. Đấy, bẻ cho nó úp xuống. Thì khi kỹ thuật cầm kim luồn các bạn cần chú ý. Đấy, đó, đấy. Như này, đó. Sau đó chúng ta garo. Thì khi garo cái chân này lên thầy Nam rồi đây, ok, đó. Nào. Tì tay phần dưới này, đẩy cái phần này cho nó căng ra. Vậy chỗ tĩnh mạch nó sẽ căng ra. Đó. Như vậy tĩnh mạch nó sẽ chạy chéo như này, chéo lên trên đây. Khi các bạn garo vào đó, các bạn cần phải sờ để cho nó chuẩn tĩnh mạch. Đó. Như vậy này, tĩnh mạch nó chạy, chúng ta phải nắn tay để cho xác định chuẩn đấy là tĩnh mạch. Ok, đó. Cách chúng ta cầm cái kim luồn này, đấy, chúng ta chích vào đây, xuyên qua tĩnh mạch. Các bạn nhìn thấy máu chảy vào đây chưa? Đó, máu chảy vào bên trong này, nhìn thấy chưa? Thì trong trường hợp đấy chúng ta từ từ chúng ta đẩy cái kim luồn ở bên trong và chúng ta rút cái này, cái bên dưới này ra, đấy, kéo ra này, đó.
ở trong trường hợp này các bạn nhìn thấy là khi phối hợp các bạn hỗ trợ mình để hỗ trợ mình để làm là bạn ấy đưa cái dây chuyền cho mình nó hơi chậm, thành thử ra là máu nó trào ra đó nào. Như vậy sau khi chúng ta đặt ngày xong rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ phải cố định kim. Sau khi chọc kim vào đấy thì cho chậm xuống một chút, bị nhanh quá, các bạn điều chỉnh tốc độ kia nào. Bây giờ đây là đến lý do chúng ta sẽ phải dùng để chúng ta cố định phần này lại nào. Đây là sợi băng dính thứ nhất, đây là sợi băng dính thứ nhất đó. Các bạn nhìn thấy cái điểm hở này, tôi đặt nó ngang qua đây đó, sau đó vắt nó sang phía bên này đó. Và bây giờ chúng ta quấn xung quanh chân của con vật đó. Khi chúng ta quấn cái nút này, các bạn chú ý là kỹ thuật vô cùng quan trọng, chúng ta quấn không được căng quá, tức là không được chặt quá và không được lỏng quá nào. Lý do sau đây, nếu như chúng ta quấn mà nó lỏng quá thì nó sẽ bị chật ven ra, vì mục đích của chúng ta đặt cái kim luồn này là để chúng ta sử dụng nó lâu dài đó. Còn nếu như chúng ta quấn chặt quá thì máu ở đây nó không lưu thông được, nó sẽ rất khó chịu và con chó sẽ cắn ra nào. Đoạn cuối chúng ta gập một chút này này đó, và chúng ta dán đây lại nào. Tại sao phải gập này, nhìn thấy chưa? Để khi các bạn muốn bóc ra, các bạn chỉ cần đặt tay gạt cái đầu ra là ok đó. Một này, sợi thứ nhất, sợi thứ hai này, sợi thứ hai này, chúng ta cầm, chúng ta đẩy phía bên này đó, đẩy ngược lại trên đây, đẩy đến đâu thì vừa. Thì các bạn chú ý là cái chiều chúng ta, tôi vừa sẽ xé một nửa, các bạn dán nó lên phía bên này đó. Ok nào, quấn xoay quanh đây đó. Nào, sau đó quấn sang bên phía bên này đó, các bạn giữ lại phần này, quấn ra qua nha. Ok đó, như vậy là chúng ta xong sợi thứ hai. Như vậy sợi thứ ba chúng ta quấn ở đâu? Như vậy trong trường hợp này chúng ta đã cố định xong cái kim. Còn bây giờ trong quá trình truyền á, tăng tốc độ lên chút nữa em. Rồi ok, tốt nào. Còn phần tiếp theo chúng ta cố định cái dây truyền, thì các bạn biết là khi chúng ta truyền cho một con chó kiểu như này là người ta sẽ để cho nó tự do. Như các bạn nhìn thấy ở trong khu chuồng kia, tí nữa mọi người có thể quay về đấy để nhìn. Con chó và con mèo hoàn toàn tự do đi lại ở trong cái khuôn viên đấy. Như vậy nếu chúng ta không cố định lại, nó sẽ giật tuột cái này ra. Như vậy làm như nào để chống tuột? Thì cách chúng ta cố định là như này, quấn ở trên cái phần khớp này, nhìn thấy chưa? Đó, trước cái khớp này, quấn vào đây. Đó, tôi thường quấn vào đây khoảng một vòng để nó bám chặt lấy cái này đã đó. Sau đó quấn vòng sang phía bên này, và trong trường hợp này đó, vòng lên đây này và giữ lấy phần dây này đó một đoạn. Bây giờ đến cái đoạn này thì thông thường để chỗ đóng tránh nó bị xoắn thì chúng ta để như này đó, để chéo như này. Đây, để cho cái đoạn này nó dài ra một chút, sau đó các bạn quấn lại đây. Như vậy được một vòng này, hai vòng này đó, ba vòng. Cái nút này vô cùng quan trọng. Quan trọng như thế nào? Vì bây giờ nó giật, nhớ chưa? Rất căng, các bạn nhớ chưa? Thì cái vị trí đoạn này nó vẫn không hề thay đổi, di truyền vẫn chảy như bình thường. Còn nếu như cái này các bạn cố định nó không tốt ấy, thì nó, nếu chúng ta cố định mà không tốt ấy, thì nó rút một cái là nó sẽ tuột ở đây ra, hoặc nó chỉ chặt ven này ra. Như vậy khi chúng ta cố định nó cần đạt mấy yêu cầu đó. Nào, phần tiếp theo. Phần tiếp theo thì cái nút này người ta dùng để làm gì? Bây giờ các bạn sẽ bật cái nắp này ra đó, và chúng ta xoáy cái nút này ra đó, sau đó chúng ta vặn nó vào đây. Cái nút này dùng để làm gì? Vì các bạn biết là cái kim luồn này khi chúng ta đặt vào đây, có nghĩa là chúng ta sẽ để lưu ở trong đó. Tùy theo, thông thường là nó để, có thể để lưu được 3 ngày là chúng ta sẽ phải thay. Có một số trường hợp nặng có thể lên đến 5 ngày. Thế thì khi chúng ta truyền đấy, chúng ta dừng truyền thì lúc đấy chúng ta sẽ phải rút cái dây truyền này ra, và trong trường hợp đấy chúng ta sẽ dùng cái nắp kim này, chúng ta lắp nó vào chỗ này, chúng ta xoáy nó vào. Thì khi nào mình cần lấy mẫu hoặc là mình cần truyền, mình lại vặn cái này ra và mình đút cái ống dây truyền và kim truyền vào đây.
Như vậy đấy là trong trường hợp của chúng ta kết hợp là cả kết hợp truyền. Còn nếu trong trường hợp chúng ta vừa truyền vừa tiêm thì chúng ta làm như thế nào? Khoa lấy cho thầy một cái xi lanh 3 trong cái khay cho thầy. Ở xi lanh 3 nó đưa cho thầy chai can xanh. Ok. Và tiếp theo là cách chúng ta lấy thuốc. Đây là có đây, được rồi, đây. Nào. Giả sử như ở trong trường hợp này, nếu trong quá trình truyền tôi cần đưa loại thuốc vào thì đây là cái can tông, cái để bổ sung canxi, phốt pho cho con vật. Như vậy ở trong trường hợp này, xi lanh này các bạn chú ý cách chúng ta lấy xi lanh, gây xi lanh toàn dùng một lần thôi, được chưa nhỉ? Ok, được, Cato sang, được, không sang, thì hôm nay chuyển cho bạn nào. Xin lỗi vì tôi nói can phông như bạn kia, bạn ấy đưa Cato sang. Đây là một ví dụ, nên trước khi làm bao giờ mình cũng phải check lại. Vì trợ lý của mình nó nghễ ngãng, mình gọi mà đáng đưa một néo mà mình không kiểm tra, mình tiêm là chết. Có hiểu không? Ok. Nhưng mà trong trường hợp này là Cato sang, đây là thuốc bổ. Tôi sẽ tiêm cho nó khoảng 1ml, ví dụ thế. Thì trong trường hợp này, cách chúng ta lấy thuốc này, xoáy là nắp kim này. Khi các bạn cầm cái chai thuốc để các bạn lấy thì cách các bạn cầm cái xi lanh, các bạn ngửa cái mặt số về phía mình nhìn, được chưa nhỉ? Và chúng ta cầm như này, chúng ta chọc kim qua đây, sau đó chúng ta úp cái chai xuống và chúng ta lấy thuốc. Nhưng mà trường hợp này tôi sẽ tiêm cho bạn ấy 1ml. Thì khi các em chú ý làm thao tác để tiêm, mình tiêm bao nhiêu thuốc thì mình lấy ra chừng đó, không bao giờ được lấy nhiều hơn rồi bơm ngược trở lại. Đây là xi lanh dùng một lần, xi lanh trong này xi lanh sạch, nhưng xi lanh sạch thế nào thì sạch mình cũng không biết ở bên trong nó có cái gì. Nếu các em cứ lấy 1.5 các em bơm lên một nửa vài lần như thế thì thuốc còn lại bên trong sẽ bị tạp. Đấy lý do nên chúng ta muốn tiêm bao nhiêu thì lấy đúng chừng đó thuốc. Và trong nhà này tôi tiêm qua đây tôi cũng không nhất thiết phải mất công tôi đẩy mấy cái bọt khí ra thì chưa nào. Bây giờ khi chúng ta vừa kết hợp truyền vừa kết hợp tiêm thì chúng ta sẽ làm như này đó. Tay chúng ta cầm đây và chúng ta chọc kim xuyên qua cái phần này, là các bạn sẽ nhìn thấy thuốc màu đỏ ấy, chảy xuống đó. Nếu như chúng ta tiêm nhanh quá thì các bạn nhìn thấy có một cái bọt này, nó sẽ chặn đoạn thuốc này vì khi chúng ta đẩy vào đấy. Các bạn hoàn toàn có thể tiêm đẩy lên tận trên đây, ok dừng, nhưng đừng để cho nó đẩy thuốc vào bên trong chai nếu trong trường hợp các bạn không truyền hết chai này. Còn trong trường hợp mà các bạn cần dùng để cho nó đủ liều thì các bạn xem nào. Quay sát vào đây, các bạn có nhìn thấy một giọt này xuống nó giống như giọt mật ong xong nó loang ra không ạ? Đây là sự khác biệt giữa sự chênh lệch nồng độ. Như vậy nồng độ của thuốc này rất là cao nên khi vào đây nó sẽ gây ra hiện tượng này. Đây là ví dụ để cho thấy là khi các bạn quan sát, nếu các em truyền, dịch truyền ưu trương, tôi lấy ví dụ như đường glucose 10%, như vậy đường glucose 10% là gấp đôi nồng độ của đường glucose thông thường ở trong máu. Thông thường chúng ta hiểu như vậy. Như vậy ở trong trường hợp đấy, nếu như các em mà truyền nhanh quá thì khi đường cô rơi vào trong dòng máu, các bạn thấy tưởng tượng đây là dòng máu ở trong đây nó có hồng cầu nhá, thì trong trường đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình thái của hồng cầu. Đấy là lý do vì sao khi các bạn truyền dung dịch ưu trương các bạn cần phải truyền chậm hơn dung dịch đảm trương. Dung đảm trương có thể truyền nhanh. Đấy, như vậy các cái lý thuyết về truyền dịch thì các bạn đã học ở trên lớp, nên trong trường hợp này tôi chỉ hướng dẫn các bạn về thao tác thôi.